Trời ơi, hợp với cái ghế quá ha. Dạ. Mời bạn nữ. Bây giờ thì các bạn giới thiệu về mình đi. Mời em gái ngồi. Dạ, em xin giới thiệu bằng một chương trình phát thanh nè. Rồi. Hả? Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Xã Nhà. Trong chương trình hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn một thông báo rất rất quan trọng. Sở dĩ nó quan trọng là vì nó liên quan đến hạnh phúc của một cô gái. Đó là thông báo tuyển người yêu của một cô gái tự giới thiệu về mình như sau. Em tên là Đỗ Thị Hoài Tâm. Em là một cô gái có ngoại hình đẹp nhưng đẹp. Và mọi người buộc phải công nhận cả hai điều này. Được. Mặc dù năm nay em 30 tuổi nhưng em có rất nhiều fan nhí. Điều này chứng tỏ em trẻ hơn so với tuổi nên chưa được tính là già, chỉ là em hơi ế chút thôi. Em hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Ngoài công việc chính là nhân viên văn phòng thì em còn là cộng tác viên của đài truyền thanh huyện Củ Chi. Khả năng nói, đọc, dẫn chương trình của em thì không vấn đề gì, chỉ có khả năng ca hát là cực kỳ có vấn đề. Nó đạt đến trình độ tra tấn người khác rất cao. Em có rất nhiều tính tốt, chẳng hạn như hay giúp đỡ người khác, nấu ăn thì cũng biết chút chút, nhiệt tình, trách nhiệm dưới công việc. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là chung thủy. Sự thật đã chứng minh điều này, em đã chung thủy với cái ế gần 5 năm rồi. Bây giờ em muốn chia tay với cái sự ế, nên hôm nay em quyết định đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để thông báo tuyển người yêu. Hay quá. Tuyệt vời. Đài phát thanh này duyệt. Hay quá chừng. Đầy đủ thông tin chưa? Dạ, bây giờ tới đài phát thanh truyền hình bên Nam đó mà. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Huy. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Thủ Đức. Công việc hiện tại của em là viên chức nhà nước. Em cũng đang công tác trong Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố. Thì cái công việc chính của em là nghiên cứu về thị trường lao động. Nhưng mà trong những cái năm vừa qua thì cái sự ế nó đeo bám em, cho nên em sẵn em nghiên cứu luôn cái thị trường ế. Thì em thấy cái độ tuổi của em là nó rơi vô cái độ tuổi ế rồi, cho nên là em phải chạy lên đây. Dạ, cảm ơn chương trình. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm. Cái tính em thì nó cũng thật thà. Nhưng mà nhiều khi thì cái ưu điểm mà lớn nhất của em cũng là cái khuyết điểm của em là em bị ga lăng quá mức á. Cho nên người ta cứ tưởng đâu là em có bồ, em có vợ rồi. Cho nên là giờ không ai ngó tới em. Ế gần chết, ế gần chết. Ế gần chết. Cái này em cũng giống anh. Em nói em không có bồ, không ai tin hết á. Trời ơi, lai mạnh luôn nha. Cặp này có bộ ổn à, lanh à. Bây giờ vô cái tình trường đi, để cho biết có kinh nghiệm không. Bây giờ em gái nè, mấy mối tình rồi? Dạ em, tình trường của em hạn chế lắm. Em chỉ mới trải qua một mối tình. Một mối tình, được mấy năm? Dạ chắc khoảng 1 năm ạ. Lý do sao chia tay? Dạ chắc tại chân em ngắn. Vậy lúc đầu sao ta quen? Dạ thì bạn đó nói là bạn đó không có chơi đẹp, nhưng mà đều thích chân dài hơn. À, bị tình phụ phải không? Đau lòng. Đau lòng quá ha. Dạ. Rồi bên kia bạn trai mấy mối tình rồi cưng? Thực tế thì có 3 mối tình. Hiện tại thì em ấy chắc cũng 2-3 năm nay rồi. Người yêu cũ thì đi lấy chồng. Chồng là người đứa bạn thân. Em ăn hở. Đau gấp 10 lần bạn luôn á. Bây giờ bỏ qua cái đó đi. Chúng ta đến với con người mới, mối tình mới. Em gái, muốn tìm người bạn trai như thế nào? Ế quá nên cô không có dám có yêu cầu gì nhiều hết chị. Nhưng mà bạn đó thì phải cao hơn em chứ, mà cỡ như em ai coi cho. Em cao mấy? 6-7 á em. Dạ, một trong những cái bí mật mà em không hay nói với người khác đó là chiều cao của em. Nên anh Linh cũng thông cảm. Thông cảm rồi, anh hiểu rồi. Bên đây 6-7 đó. Rồi, còn gì nữa không? Em thì thích bạn đó là sống có tình cảm. Em không thích những bạn nam gia trưởng có tính đàn bà. Tại vì nói chung là em coi vậy chứ tính em nó cũng men lắm. Nhưng mà điều bạn nam bên kia yên tâm, bữa nay ngoại tạo hình của em rất là duyên dáng. Anh mà không tin thì có thể nhờ anh Quyền Linh sang kiểm chứng trước. Ai tạo hình qua cho coi em? Tạo hình bển sao nha. Ai tạo hình cho em? Hả? Tạo hình. Bây giờ vấn đề trước khi qua đó coi sao là anh hỏi em là em thích bạn gái như thế nào. Dạ bạn gái mà nói là quê Củ Chi là em thích rồi đó. Củ Chi đất thép thành đồng. Rồi thích gì nữa? Thích bạn gái, nói chung là tại em cũng thuộc dạng em ế quá rồi. Thì nói chung là nhìn được là được. Được là được. Dạ. Dễ quá ha. Dạ em dễ tính. Rồi để anh coi bạn gái bên đây coi. Tạo hình duyên dáng. Rồi em tạo hình rồi đó hả? Gái Củ Chi đất thép thành đồng đây ha. Dạ nên ngoại hình của em cũng thích nghi với điều kiện sống ở địa đạo.
Chết rồi, eo vậy sao em chui địa đạo được anh? Bên đây nó không có thích hợp với địa đạo. Ế quá rồi, làm luôn đi. Hốt luôn đi. Trời ơi, bự quá vậy. Không được nhỏ thôi chị. Cười duyên dáng quá ha. Dạ. Có tính đàn bà không em? Dạ không chị. Rồi mình có đàn bà không? Dạ không, em là chuẩn men, chuẩn men, chuẩn men. Chắc không? Chắc luôn. Sao tôi thấy cái giọng nói chuyện cũng đãi đãi dữ vậy? Dạ tại tính chất công việc nó vậy. Ủa tính chất công việc khiến cho cái giới tính mình nó lung lay hay em? Không có lung lay chị. Có lung lay không? Không. Súng. Chắc chắn. Chắc chắn. Lấy gì để chứng minh được điều đó? Dạ để bạn nữ kia kiểm chứng vậy. Tôi đứng đây mà tôi nghe mùi dầu thơm không mà không biết là em sức hay cô bên này sức. Dạ, chắc bên kia thì đó. Mặc áo thì cũng chói ha, dầu thơm thì bát ngát, miệng nói thì đãi đãi. Cái vậy mà đòi là cái này em tự kiểm tra nha. Chị chỉ kiểm tra được cái sơ bộ thì chị thấy là hơi đãi, còn cái nội bộ là em phải tự chịu trách nhiệm nha cơ nha. Mình hỏi ý kiến người thân đi em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị gái với lại cô đồng nghiệp. Dạ là bà ngoại trong cơ quan của em. Mời chị. Trước hết thì em cũng xin chào hai MC, chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Dạ em chào chị. Thì em gái thì cũng dễ thương, nhưng mà nó cũng ế lắm rồi. Cho nên mới lên đây dẫn trình. Còn em trai bên này thì cũng vui vẻ, dễ thương. Và hai em thấy hai đứa cũng hợp với nhau là cùng ế. Cho nên hãy nhấn nút cho nhau cơ hội thì mình tìm hiểu. Chị thấy mặt trước rồi, chị nhìn sơ kiểm tra giới tính giùm em. Nói chung là chị thì cũng nhìn thì cũng mặc áo màu hồng. Áo đỏ chị, áo đỏ chứ không phải màu gì. Màu hồng là nặng lắm rồi đó. Dạ. Mời đại diện đàn trai. Trước hết tôi xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và xin chào anh Huyền Linh cũng như chị Cát Tường. Dạ. Ở đây. Hôm nay tôi rất là vui để được dự chương trình này. Với nhận xét của tôi với bạn gái đang ngồi đây á thì rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn cô. Huy, hãy cho hai đứa có cơ hội tìm hiểu nhau và hãy nhấn nút cho nhau được. Dạ, không? Cảm ơn mẹ. À rồi. Hôm nay là có mẹ. Rồi bây giờ là hai bạn tiếp xúc với nhau để cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Chào rào sao mà rồi. Dạ em chào. Tặng dạ. Bạn hoa. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà không tặng lại anh. Anh em đi chứ bạn gì ở đây đâu phải sinh hoạt đoàn nữa đâu mà bạn. Dạ này là đặc sản Củ Chi của em. Cảm ơn. Dạ là củ mì, còn khi nào anh bấm nút thì giờ em dẫn về Củ Chi em đãi ăn thịt bò sao. Thích quá. Rồi cảm nhận về nhau đi các bạn. Lúc nãy mình nói chuyện thì em thấy nó có vẻ nó hợp hợp á, nó hợp lắm luôn á. Em vượt quá sự mong đợi của anh. Rồi còn bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Dạ gặp bạn trai thì em thấy hơi nguy hiểm ạ. Tại em quê Củ Chi mà dắt anh về mà với cái áo đỏ thì nguy hiểm anh. Anh sẽ đổi màu áo. Đặc sản Củ Chi em ngoài củ mì còn có bò tơ Củ Chi mà, nên lần sau về Củ Chi mình đổi màu khác nha. Đổi màu hồng nha, đổi màu hồng nha. Anh nghĩ là bữa nay mình có nhắn chuông cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau tiếp không ạ? Nhắn liền, nãy giờ là muốn nhắn lắm rồi đó mà lại chưa bao giờ nhắn rồi. Nếu anh mà đồng ý nhắn chuông á thì anh thực hiện giùm em một việc. Em cứ nói. Dạ đó là anh đừng có hôn em trên sân khấu theo lời của MC. Ok. Đâu có được, vậy là đừng nhấn chuông. Ở đây nhấn chuông là bắt buộc phải hôn, còn không hôn thì đừng nhấn. Nhấn nút hẹn hò chứ làm gì có chuông. Nhấn nút là buộc phải hôn hả chị? Đúng rồi. Anh đó. Sẽ lấy tay anh che lại. Tao tự nói vậy thôi chứ em cũng thích. À được. Bây giờ có món quà gì hát gì cho nó vui lên. Xin hát một khúc thôi nha chị. Thì cái bài này nó nói chung là nó cũng tình cảm. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc do nước mắt chưa chan, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Dạ hết rồi chị. Không lựa bài hát cũng cá tính ghê á. Rồi em gái, em có món quà gì tặng ảnh nữa không? Dạ bài thơ này cũng là cái tâm sự của em. Bài thơ có tựa đề là đi tìm nửa của mình. Tôi đang đi tìm cái nửa của tôi và tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy? Anh nè. Sao để tôi tìm mãi tên anh. Trời dần buông thành phố vào đêm,
sân cỏ hàng cây từng đôi ríu rít. Họ không biết hoặc không cần biết nửa của mình, nhưng nào phải của mình đâu. Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau. Thì Thượng Đế ơi, xin người đừng bắt con lầm tưởng, bởi con biết khổ đau hay vui sướng trong tìm nửa của mình. Tôi đang đi tìm cái nửa của tôi, và ở đâu đó trên trái đất này, anh cũng đang tìm tôi như thế. Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau. Hy vọng sau chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta sẽ cùng nhau ra về. Hay quá. Rồi. Rất là nhiều người đang theo dõi các bạn. Mình dạ, đã ế một thời gian dài rồi ha. Mình bấm nút là mình cho cái duyên mình đi. Cho nên cần phải suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Quyền quyết định là ở các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời con gái đó. Rồi đó, làm gì làm đi. Nắm tay nhau đi. Bây giờ xin phép gia đình đó. Dạ. Mình làm thủ tục đầu tiên đi. Xin phép ngoại, xin phép chị cho con hôn một cái. Đây là... Tên mình ạ. Họ tên, công việc, quê quán mình ạ. Em tên Bùi Anh Sơn. Quê quán là ở Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình, nhưng mà chuyển vào trong Đồng Nai làm ăn rồi. Mình cứ tìm một cái chỗ mình ngồi để camera cố định giùm bên mình xíu nha. Vâng. Này. Được chưa chị? Rồi. Không biết được không mà nhìn thấy đẹp trai hơn rồi đấy. Rồi bây giờ xin mời tự tin, chia sẻ, chủ động, quyết chiến, quyết thắng nha. Bây giờ mình không tự tin thì mình không cô gái được đâu. Rồi tự nhiên nói quyết chiến, quyết thắng thì bỏ đi đâu rồi? Đó, alo. Đây. Rồi. Ai dám bỏ đi đâu? Nghe sợ quá, bỏ đi luôn. Rồi. Wow, mình đang ở chỗ làm hay ở nhà hay sao vậy bạn? Em đang ở nhà. Nay vừa đi xe không được. Mà lái đó. Xe bắt học sinh ấy mà. À. Rồi, bây giờ mình cái công việc của mình là gì đó ha? Tài xế đưa đón học sinh. Tài xế đưa đón học sinh. Rồi rồi, mình sinh năm bao nhiêu thế? Em sinh năm 1980, giấy nếu mà sinh đẻ thì là 81. Còn nhưng giấy tuổi thật là 80 đúng không? Tuổi thật là 81, nhưng mà giấy tờ thì là 80. Giấy tờ 80 mà tuổi thật là 81. Vâng. Giấy tờ là vậy, là giấy tờ là tuổi giả mà tuổi thật là mới là tuổi thật. Tuổi thật nhưng mà bố mẹ lại không làm tuổi thật, bố mẹ làm tuổi giả thì phải chịu sao được, từ bé rồi phải chịu sao được chị. Vậy là bố mẹ tại sao lại không làm tuổi thật mà đi làm tuổi giả? Ngày xưa thì là đẻ ra ở Thanh Hóa, bố đưa đờ luôn. Ừ, nói tới nói lui bây giờ cuối cùng là anh tuổi thật là 80 mà tuổi giả là 81 đúng không? Tuổi thật là 81 mà tuổi giả là 80, là tuổi theo giấy tờ hiện tại ấy. Chứng minh nhân dân viết là sinh 1980. Vâng. Rồi bây giờ mình đang sống ở đâu ạ? À? Hiện tại bây giờ đang tạm trú tại Biên Hòa, Đồng Nai, xã Tam Phước. Nhà của ai anh? Đang ở trọ nhà anh trai. Rồi anh buồn ngủ không? Nó vừa đi từ 3 giờ sáng mới về lúc 1 giờ chiều. Vâng. Rồi bây giờ anh chia sẻ đi, mình đã từng kết hôn chưa ạ? Em từng xây dựng gia đình năm 2009 rồi. Rồi sao nữa, bây giờ kể của hôn nhân đó đi. Quen ở bao lâu, có con gì hay không ạ? Ôi dồi ôi, cuộc hôn nhân là do
bố mẹ giục lấy vợ quá thì cứ lấy cho nó xong, không không tìm hiểu kỹ, dẫn đến duyên nó sau 12 năm duyên nó đến thế. 12 năm? Mấy người con? Hai người con, một hai cậu trai rồi một cậu được. Lớn đang ở với bố. Cậu lớn bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 2009 ạ. Trời ơi, ổng nói ba mẹ gì đâu, cưới đại gì đó mà cũng hai người con ở mười mấy năm mà sao chia tay? Chia tay là do em mới chia tay được 2 năm mà. Em trước em là ngoài Hà Nội em làm 19 năm em vừa mới phải nghỉ lúc. Em vừa nghỉ ngày 27 tháng 9 năm 2022 ngoài Hà Nội. Là cũng tài xế hả? Anh cũng làm tài xế hay sao? Ngày xưa em làm ở xe buýt Hà Nội ấy. Dạ. 19 năm rồi. Do cậu con trai thì cậu ấy quá nên giờ bố phải vào trong đây để, bởi vì lúc ly dị thì các bác ở trong miền Nam, trong Đồng Nai này đưa cháu vào đây để cho cháu nó học hành. Ừ. Nhưng mà sau một thời gian thì tuổi bắt đầu tuổi lớp 8 là tuổi nó là đang với tuổi nửa người lớn nửa trẻ con ấy, các bác tôi bảo thôi chú vào đi, chú vào đi để còn bố con ở với nhau để còn quản lý được, chứ còn các bác thì các bác nhiều thứ các bác không thể nói được, chú phải vào được khoảng độ một tuần thì xin được công việc đưa đón học sinh, vừa có thời gian trông con vừa đấy. Thì cũng bảo đến đấy tuổi cũng phải đi kiếm cái gì đó, nó một nửa của mình nó cẩn thận một chút, không thể như trước được. Rồi vậy thì, nhưng mà lúc trước là cái lý do ly hôn là gì anh? Bởi vì là em trước ở thì là một tháng em chỉ về 2 lần thôi, nên là thì tên chung quy là tại cái dịch Covid ấy. Cái dịch Covid về ở nên hiểu nhau nhiều quá dẫn đến dẫn tới chia tay, chứ thật ra ăn cơm tuần dạng lần 2 lần nhưng mà hạnh phúc đúng không? Cũng hạnh phúc chứ không, bởi vì tìm hiểu là có được có 3 ngày đã cưới 3 lần, được 1 tháng cưới rồi nên vội vàng quá, nhưng mà khi xác định có con rồi thì mình vẫn cứ phấn đấu. Người phụ nữ thì người ta lại không hiểu rõ cái đấy. Nhưng mà nói chung là đã là ly dị rồi thì nói chung mình không thể nói sai ở ai được, cả hai đều sai đấy thôi. Nên duyên nó đến thế thì mình xác định được kiếm người làm sao nó sống hiểu nhau, cố gắng. Phụ nữ chẳng may rơi vào người phụ nữ mình cảm thấy 12 năm đã bao giờ phải lo cho vợ lo đâu. Vợ phải đi vay mượn cái gì đâu, 12 năm rồi. Vợ chỉ ở nhà thôi. Rồi bây giờ anh muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Nói chung là biết đối nhân xử thế và đời sống những người ta đã tính cách thì làm sao sống hướng thiện, hai là biết trên biết dưới. Khi người đàn ông người ta đã làm hết việc cho mình rồi thì mình phải biết cái đó, chứ đừng nghĩ là cái việc đấy là mình được như vậy, làm dẫn đến cái tính cách suy nghĩ lệch lạc đi. Khi chuyện nó xảy ra với biến cố gì đó chẳng hạn thì lại suy nghĩ theo cái khác. Nói chung là phải người phụ nữ biết hiểu chuyện. Rồi quê quán ở đâu được và người đó ly dị đang nuôi con rồi được không? Được mà, em cái đấy không quan trọng. Bởi em xác định em ở trong này rồi mà. Cũng mua đất rồi nhưng mà vẫn đang nợ một nửa.
Xác định ở trong này hả? Vậy nếu mà về Bắc được không? Về Bắc à? Ừ. Về Bắc làm gì? Có bạn gái mà ở ngoài Bắc thì sao? Chịu không? Ôi. Bạn gái từ ngoài Bắc à? Mình cũng từng sống ở ngoài đó rồi thì văn hóa mọi thứ mình cũng biết mà. Nếu về đó cùng bạn gái lập nghiệp được không? Là cũng khó quá. Nếu mà ở ngoài Bắc thì chị phải nhớ em đã chấp nhận bỏ đến 19 năm vào đây. Không thì cái này là tụi tôi chỉ hỏi thôi, còn cái việc ví dụ giờ cái cô đó, tại vì mình là người Bắc thì cái văn hóa người Bắc nó sẽ phù hợp với mình hơn đó, còn tụi tôi chỉ gợi ý thế thôi. Anh không thích thì cứ chia sẻ thôi ha, chứ còn nhiều người sống ở trong miền Nam mà lại đòi gái lại không chịu cái người miền Tây ở miền Nam ở trong này chẳng hạn. Còn bây giờ người Bắc phù hợp hơn thì cái đó chuyện hai người có thể thương lượng sau, tùy dĩ nhiên nó nhiều vấn đề khác nữa. Còn mình không thích thì thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi à. Tại vì anh có thể có những cái điều kiện nó phù hợp với cái cô gái mà người ta đang có nhu cầu tìm người yêu. Đó. Chỉ có điều nó hơi khó khăn phần khoảng cách địa lý đó thôi. Rồi. Còn nếu mà anh muốn ở trong Nam thì có không thích người miền nào hay không? Hay là Trung, miền Tây gì cũng được. Em cũng biết là người Việt Nam là được. Chứ giờ mày đã là người Việt Nam sao lại cứ phải phân biệt vùng miền làm gì? Chỉ cũng biết người ở đâu cũng có người nọ người kia mà. Sống quan trọng là sống tốt là được, sao đâu sống hướng thiện rồi biết lại rồi biết vị tha là được, sao đâu là hiểu người đàn ông. Đối với phụ nữ người ta chỉ cần sống đơn giản, có trách nhiệm với gia đình cũng như người đàn ông thế thôi, sao đâu khi mà hai người cố gắng cuộc sống khác chứ cần đừng. Bởi vì tính em thì nó hướng nội, sống nó tình cảm hơn, tình cảm nhiều hơn. Đấy là tính cách của em. Bởi em rồi, em... ok. Rồi, được rồi anh. Nếu mà được chọn á, thì bên chương trình sẽ có người gọi để trao đổi với mình thêm nha. Dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Cảm ơn chị.